Báo Nga cho biết Việt Nam quan tâm đến tàu hộ tống mới. Trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự trực tiếp với Việt Nam, năm 2017 đã được đánh dấu bằng một số sự kiện quan trọng. Theo Sputnik, Việt Nam hiện đang quan tâm các tàu hộ tống Nga mới nhất dự án 20380 và 20385 với khả năng tác chiến chống tàu ngầm và phòng không vượt trội, hệ thống tên lửa phòng không với tầm bắn khác nhau. Chuyên gia tác chiến hải quân Nga, chuẩn đô đốc Vladimir Bogdashin đồng ý với điều này. Hệ thống tên lửa tấn công với 16 quả tên lửa là một sức mạnh đáng kể cho một con tàu có lượng chắn nước giống như Gepard. Tuy nhiên, hệ thống phòng không mà nó được trang bị chỉ là phương tiện để tự vệ. Một tàu khu trục nhỏ có cánh tay dài mạnh mẽ để tấn công lại không thể hoàn toàn tự bảo vệ mình. Tàu chiến phải có hệ thống phòng không tầm trung 150-180 km riêng của mình. Trong tất cả các khả năng, đánh giá tình hình hiện nay, người Việt Nam thể hiện sự hợp lý khi quan tâm tới dự án tàu hộ tống 20385 được trang bị hệ thống tên lửa tấn công và phòng không mạnh với tầm bắn từ 80-150 km. Nó có thể bảo vệ một nhóm tàu chiến khỏi cuộc tấn công từ trên không mà không cần chi phí thêm. Tuy nhiên, những đơn đặt hàng này của Việt Nam vẫn là dự định trong tương lai. Báo Nga chọn các sự kiện quân sự chính trên thế giới năm 2017. Quý vị và các bạn thân mến, trong bình chọn của báo Sputnik, quân đội Mỹ không có bóng dáng, thay vào đó là sự hợp tác của Trung Quốc với Nga, cũng như là chiến thắng của Moscow trước khủng bố IS ở Syria. Năm 2017 đánh dấu bằng chiến thắng của quân đội Nga tại Syria và cuộc chinh phục mới tại các thị trường vũ khí nước ngoài. Trong khi đó, vùng biên giới phía Tây của Nga cũng không mình lặng. NATO đưa quân đội tới các nước vùng Baltic, Ba Lan và triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania. Không phải ngẫu nhiên mà cuộc tập trận phía Tây năm 2017 diễn ra tại Belarus đã gây ra một cuộc chiến truyền thông. Bình chọn của Sputnik sẽ cho biết thêm về các sự kiện quân sự chính trên thế giới năm 2017. Thất bại của IS tại Syria. Các hoạt động quân sự chống lại các IS được thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar Assad từ ngày 30 tháng 9 năm 2015 và kéo dài trong hơn 2 năm đã đến hồi kết. Sau giai đoạn hoạt động tích cực, ngày 11 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin khi tới thăm căn cứ không quân Nga Memim ở Syria đã ra lệnh rút phần lớn lực lượng Nga về nước. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng, trong 7 tháng qua đã tiêu diệt hơn 32.000 phiến quân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ở Syria vẫn có thể còn những phần tử IS ẩn náu. Các mốc hoạt động của chiến dịch tại Syria đánh dấu bằng việc giải phóng Aleppo vào tháng 12 năm 2016, chiến trận tại Palmyra mà hai lần thành phố được quét sạch khỏi những kẻ khủng bố và hoàn tất vào tháng 3 năm 2017, giải phóng thành phố Deir ez-Zor vào mùa thu năm nay. Chiến dịch quân sự thành công đã kèm theo các tổn thất. Theo thông tin chính thức của Bộ Quốc phòng Nga và đại diện các cơ quan chức năng, thiệt hại của các lực lượng vũ trang Nga đã vượt quá 30 người. Sau khi hoàn thành chiến dịch và rút quân, tại Syria sẽ tiếp tục hoạt động hai căn cứ quân sự Nga, gồm căn cứ không quân Memim và căn cứ hậu cần hạm đội Nga gần cảng Tartus. Tiến vào thị trường vũ khí. Chiến dịch kéo dài 2 năm tại Syria đã tạo ra mối quan tâm lớn về vũ khí của Nga, đã chính thức công bố việc cung cấp cho Ai Cập các máy bay trực thăng trên hạm K-52K Katran, bắt đầu việc bàn giao cho Iraq 73 xe tăng T-90. Bên cạnh đó, trong năm qua, một nước Bắc Phi đã đặt mua hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander. Hợp đồng vũ khí đầu tiên được ký với Philippines, nước duy nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngoài Brunei, chưa từng được trang bị vũ khí từ Liên Xô nhà Nga. Năm qua cũng sẽ được nhớ tới hợp đồng mang tính đột phá cung cấp hệ thống phòng không S-400 Triumph cho các quốc gia, theo truyền thống được coi là đồng minh then chốt của Mỹ ở Trung Đông, gồm Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi. Các nước khác trong khu vực này như Bahrain và Qatar cũng đã bày tỏ mối quan tâm lớn tới S-400. Tập trận phía Tây 2017. Moscow và Minsk đáp trả những mối quan tâm của các nước phương Tây đã nhắc lại việc cuộc diễn tập được thực hiện theo kế hoạch đã định trước và các quan sát viên nước ngoài được mời tham gia cuộc tập trận này. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Formin tuyên bố cuộc diễn tập hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, thực tập cuộc chiến chống lại quân khủng bố, được nhận hỗ trợ từ nước ngoài. Lực lượng NATO tại biên giới với Nga. Theo Sputnik, trong năm 2017, đã diễn ra những gì mà Washington tuyên bố một cách nhiều hâu từ năm 2014, ngay sau khi Crimea gia nhập về Nga. Tại các nước Baltic và Ba Lan đã triển khai 4 tiểu đoàn NATO thuộc nhóm chiến thuật đa quốc gia với tổng số lên đến 5.000 binh sĩ. Tại Ba Lan và Đức, bố trí thêm một lữ đoàn thiết giáp và một lữ đoàn không quân lục quân Mỹ, tiếp tục triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ABM Mỹ ở Romania và Ba Lan.
Do đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, hiện nay gần biên giới với Nga, trên thực tế không phải chỉ là lữ đoàn, mà là cả sư đoàn cơ giới quân đội Hoa Kỳ có thể tập kết tại vị trí chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ từ căn cứ gần nhất của Mỹ ở châu Âu, Ramstein của Đức. Ngoài ra, như Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov phát biểu vào cuối năm trước các tùy viên quân sự nước ngoài, NATO đã tăng cường gấp đôi cường độ các hoạt động trinh sát trên không trên sườn biên giới phía đông. Tàu phá băng đầu tiên trong 40 năm. Vào cuối tháng 11 năm 2017, tại Saint Petersburg đã tổ chức lễ treo cờ trên tàu phá băng diesel điện của dự án thế hệ mới 21.180 Ilya Muromets được xây dựng cho hạm đội hải quân Nga. Đây là con tàu được các thủy thủ chờ đợi đã lâu, bởi hạm đội Nga đã không đưa vào trang bị con tàu phá băng như thế trong hơn 40 năm qua. Tàu phá băng Ilya Muromets có thể dẫn đoàn tàu đi qua các lớp băng, tham gia nghiên cứu khoa học, khảo sát thủy văn, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các tàu nổi hoặc tàu ngầm trong các tình huống khẩn cấp. Trục lái tàu phá băng được đặt bên ngoài thân tàu và có thể quay 360 độ cho phép Ilya Muromets di chuyển theo bất kỳ hướng nào và nhanh chóng đổi hướng đi. Đoàn tàu hỏa hạt nhân đi vào đường cục. Dự án khu vực đoàn tàu hỏa hạt nhân, phương tiện mang vũ khí chiến lược được ví như bóng ma với phương Tây, từng là một trong những dự án sáng sủa nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Xô Viết, nhưng trong năm 2017 đã được cất vào ngăn kéo. Đồng thời, Bộ Quốc phòng cũng không có kế hoạch hoàn toàn từ bỏ dự án đoàn tàu số 0. Bagusin bề ngoài không thể phân biệt được với một đoàn tàu vận tải thông thường. Trong những chiếc toa tàu có 3 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với 30 đầu đạn hạt nhân công suất 550 kiloton mỗi chiếc được lắp đặt. Ngoài ra còn có trạm chỉ huy, các hệ thống công nghệ và kỹ thuật, phương tiện thông tin liên lạc và thành viên đội tàu. Nga và Trung Quốc lần đầu tiên tập trận ở Baltic. Năm 2017, quân đội Nga và Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận chung ở biển Baltic. Sau đó, các tàu Trung Quốc tham gia cuộc diễu hành hải quân vào cuối tháng 7 trên sông Neva. Diễn tập ở Baltic và bắn đạn thật ở biển Địa Trung Hải, đây cũng là lần đầu tiên được thực hiện trong những chuyến hải hành tầm xa của tàu chiến Trung Quốc. Tàu tên lửa hợp phì, tàu khu trục Yongcheng và tàu hỗ trợ Lomat đã tham gia bắn tập. Ngay sau đó, Tổng tư lệnh quân đội NATO Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh sẽ theo dõi cuộc tập trận Nga-Trung ở Baltic. Như chuyên gia quân sự Igor Korotchenko đã nói trước đây, Trung Quốc hành động tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế, thực hiện các bài tập phù hợp với các lợi ích của họ. Trong trường hợp này, chúng trùng hợp với lợi ích quốc gia của nước Nga. Quý vị và các bạn thân mến, trang Sputnik đưa tin trong những năm gần đây, Việt Nam đã đa dạng hóa các mối quan hệ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và an ninh. Nga vẫn là một trong những đối tác chính của Việt Nam. Mặt khác, thị trường Việt Nam nói riêng cũng như là Đông Nam Á nói chung là một trong những điểm đến chính cho xuất khẩu của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Theo ông Alexander Miket, tổng giám đốc của Rosoboron Export cho biết, thị trường các nước Đông Nam Á đã cho thấy sự tăng trưởng cao. Khu vực này có nền kinh tế tầm cỡ lớn trên thế giới, Malaysia, Singapore, Indonesia, Việt Nam. Trong khu vực có nhu cầu cao đối với các tổ hợp hàng không quân sự Nga, máy bay trực thăng, hệ thống tên lửa phòng không ví dụ như Panzer, S-400, Buk. Đồng thời, ở những nước này có yêu cầu tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng an ninh, ngành công nghiệp Nga sẵn sàng cung cấp các hệ thống hiện đại nhất. Chúng tôi không có ý định để mất thị trường Đông Nam Á. Vụ trưởng Vụ nước ngoài của Rosoboron Export Viktor Brakunov cũng nói với giới truyền thông Nga rằng Đông Nam Á là một trong những ưu tiên cho Rosoboron Export. Đông Nam Á hiện là một trong những khu vực ưu tiên của Rosoboron Export. Kể từ đầu những năm 2000, sự hợp tác quân sự và kỹ thuật với các nước trong khu vực đã có mức phát triển nhanh chóng. Các công ty đã tích cực hợp tác với Việt Nam, Indonesia, Philippines và xây dựng triển vọng hợp tác với Thái Lan. Ông Brakunov còn cho biết thêm, các sản phẩm được quan tâm nhất ở Đông Nam Á là máy bay chiến đấu đa năng Su-30, Su-35, máy bay huấn luyện JAC-130, trực thăng chiến đấu K-52 và Mi-28NE, trực thăng vận tải quân sự Mi-17, máy bay không người lái UAV Auckland 10E và Tachyon. Ngoài ra, dự án tàu khu trục 11356, tàu ngầm AM-1650 và 636, cũng như các hệ thống vũ khí cho tàu chiến và tàu ngầm cũng được chú ý. Lực lượng lục quân trong khu vực thể hiện sự quan tâm đến xe tăng T-90S, xe chiến đấu bộ binh BMP-3M, thiết giáp BTR-80, BTR-82A, vũ khí chống tăng, các hệ thống phòng không Nga tầm bắn khác nhau cũng có nhu cầu ổn định trong thị trường khu vực. Lộ khách hàng muốn mua tàu tuần tra Việt Nam. Theo thông tin từ tờ Asia Times, Philippines sẽ đặt mua một số tàu tuần tra cao tốc do Việt Nam đóng, dưới sự hỗ trợ công nghệ của Nga.
Dù không nêu cụ thể là loại tàu nào do Việt Nam sản xuất được Philippines quan tâm, nhưng ứng viên sáng giá nhất có lẽ chính là tàu pháo TT-400TP hoặc biến thể tàu tuần tra TT-400, sản phẩm của nhà máy Z173 công ty Hồng Hà. Để có thể thâm nhập thị trường nước ngoài, tàu TT-400TP được đánh giá không hề thua kém tàu Svelyak tương tự của Nga về vũ khí, trang bị, mà còn vượt trội ở tốc độ cũng như là cự ly hành trình. Ngay cả khi so với tàu pháo lớp M58 được coi là niềm tự hào của ngành đóng tàu Thái Lan, thì TT-400TP của Việt Nam hơn hẳn về nhiều mặt. Theo thông tin được công khai, TT-400TP có thiết kế kiểu mô đun. Với kiểu thiết kế này, tàu đã lắp đặt sẵn trang thiết bị gần như là hoàn chỉnh, được ghép với nhau theo phương thức tổng đoạn, nhờ đó tiến độ đóng tàu nhanh và có độ chính xác tuyệt đối. Việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tiến độ cũng như là chất lượng cho mỗi con tàu. Đây là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc phải có nếu những con tàu này được xuất khẩu ra nước ngoài. Về giá thành, TT-400TP rẻ hơn rất nhiều so với Svelyak của Nga. Chỉ riêng việc mua thiết kế sơ bộ từ nước ngoài đã giúp tiết kiệm chi phí đáng kể cho Việt Nam. Giá nhân công cũng là một lợi thế cực lớn, giúp tiết giảm chi phí hơn nhiều so với tàu của Nga. Ngoài tàu pháo TT-400TP, biến thể của lớp nó là TT-400 cũng nằm trong danh sách có thể được Philippines muốn mua. Tại Việt Nam, tàu TT-400 được trang bị cho lực lượng cảnh sát biển. Tàu TT-400 có chiều dài 54m, rộng 9,3m, lượng dạng nước 400 tấn. Tàu tuần tra TT-400 được trang bị nhiều thiết bị hiện đại và đồng bộ, có khả năng hoạt động trong điều kiện sóng cấp 10. Vũ khí trang bị trên các tàu tuần tra TT-400 gồm hai pháo 25mm đồng đôi bố trí phía trước và sau tàu cùng hai súng máy hạng nặng 14,5mm. Các tàu TT-400 của cảnh sát biển là phiên bản được nhà máy đóng tàu Hồng Hà đóng thử nghiệm trước khi đóng tàu TT-400TP cho lực lượng hải quân. Theo thông tin từ nhà máy đóng tàu Hồng Hà, tàu TT-400 và TT-400TP có cùng khung thân, chỉ khác một chút về thiết kế thượng tầng và trang bị vũ khí. Ngoài tàu TT-400TP và TT-400 có thể nằm trong danh sách được xuất khẩu, trong hơn 10 năm trở lại đây, chúng ta liên tục nội địa hóa thành công các loại vũ khí ngày càng hiện đại trên khuôn mẫu các loại vũ khí trang bị kỹ thuật có nguồn gốc từ Liên Xô và Nga. Đặc biệt hiện nay, chúng ta đã làm chủ hoàn toàn việc sản xuất đạn pháo phản lực 122mm cho các hệ thống phóng loạt như BM-21 Grad, nhu cầu về đạn cho các hệ thống còn nhẹ như HM-27 hay RL-4 là rất lớn. Các hệ thống này đều dùng chung đạn với BM-21, nên việc ta tìm cách xuất khẩu các loại đạn BM-21 là rất khả thi. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã tự chủ trong việc sản xuất nhiều loại súng và đạn của súng chống tăng có sức mạnh không thua kém sản phẩm tương tự của nước ngoài. Vì vậy, chúng ta có thể hy vọng tương lai không xa, những vũ khí này cũng sẽ nằm trong danh sách được phép xuất khẩu của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Việt Nam có thể chế tạo phiên bản săn ngầm của TT-400TP. Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương đưa hải quân tiến thẳng lên hiện đại, sức mạnh của quân chủng đặc biệt thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc. Chúng ta đã đưa vào biên chế nhiều tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu hộ vệ tàng hình, tàu ngầm tấn công diesel điện thế hệ mới, cùng nhiều tàu hậu cần, tàu khảo sát biển cũng như tàu đảm bảo kỹ thuật. Tuy vậy, một khía cạnh vẫn rất cần được chú trọng đầu tư, đó là phải làm sao nâng cao được năng lực chống ngầm. Hiện tại chúng ta chỉ có trong trang bị 5 tàu hộ vệ săn ngầm Petia đã cao tuổi và chiếc trong số đó còn bị hoán cải thành tàu pháo tuần tra. Trong 4 chiếc Gepard 3.9 thì chỉ có cặp thứ 2 tích hợp thiết bị định vị thủy âm. Ngoài ra, chỉ còn 8 trực thăng săn ngầm K-28 thuộc biên chế lữ đoàn không quân hải quân 954. Lực lượng trên rõ ràng là chưa đủ để đảm bảo kiểm soát vùng bờ biển rất dài của nước ta trước nguy cơ bị xâm nhập. Trong tương lai, bên cạnh hướng đi chính là mua thêm tàu hộ vệ tên lửa đa năng, trang bị máy bay tuần tra săn ngầm chuyên dụng, thì có lẽ đã tới lúc Việt Nam nên nghĩ tới việc đóng thêm nhiều tàu tuần tra cỡ nhỏ có khả năng tác chiến chống ngầm như cách đang thực hiện với biên đội Monia 1241.8. Phương án trên sẽ nhanh chóng lấp đầy khoảng trống về số lượng vì việc mua thêm tàu chiến cỡ lớn đầy đủ tính năng sẽ rất tốn thời gian và tiền bạc. Có một giải pháp khả thi, Việt Nam có thể sản xuất phiên bản chống ngầm của tàu pháo tuần tra TT-400TP. Xét về khung thân và cách bố trí các khoang làm việc,
thì nó không có sự chênh lệch lớn so với tàu lớp Polk. Sẽ không hề khó khăn khi bổ sung thêm công năng cho tàu. Tốc độ đóng TT-400TP của các nhà máy Việt Nam là tương đối nhanh, đảm bảo sẽ tạo ra một bầy sói đông đảo và lợi hại ngang với Monia 1241.8, tạo dựng nên lá chắn thép dưới lòng biển không cho đối phương có cơ hội xâm nhập. Xe chiến đấu bộ binh tương lai cho Việt Nam, BMP-3 hay là T-15 Armata? Dựa trên những kinh nghiệm thu được từ quá trình dài sử dụng các dòng xe chiến đấu bộ binh IFV, BMP-1 và 2 do Liên Xô sản xuất, có thể thấy rằng phương tiện do Nga chế tạo đang chiếm giữ ưu thế lớn trong cuộc đua tới vị trí IFV tương lai dành cho lục quân Việt Nam. Trong số những ứng viên tiềm năng, nổi lên hai cái tên sáng giá nhất chính là BMP-3 và T-15 Armata. Vậy loại nào tỏ ra phù hợp với điều kiện của Việt Nam hơn cả? Đầu tiên là BMP-3. Mặc dù được coi là hậu duệ trực tiếp của dòng BMP-1 và 2, nhưng đến phiên bản này, xe đã có những bước tiến vượt bậc, phải nói chính xác là một cuộc cách mạng. Tuy rằng vẫn giữ lại kết cấu truyền thống như các dòng IFV cũ, nhưng khung thân BMP-3 đã thay đổi rất nhiều. Các điểm yếu cũ còn tồn tại đã được khắc phục một cách triệt để, mang lại độ tin cậy cao. Ban đầu được thiết kế như một chiếc xe tăng hạng nhẹ, vì vậy hỏa lực của BMP-3 có sự nổi trội so với mọi đối thủ cùng phân khúc. Nó được trang bị pháo 2A70 cỡ 100mm, bắn được các loại đạn trái phá và có thể phóng tên lửa chống tăng 9M117 Bashin qua nòng, đồng trục với pháo chính là pháo tự động 2A72 cỡ 30mm. Ngoài ra còn có 3 súng máy cỡ 7,62mm. Độ cơ động là một điểm mạnh khác của chiếc IFV này. Nó triển khai được trên các giải địa phức tạp, đặc biệt là khả năng bơi của BMP-3 theo đánh giá là vô cùng xuất sắc. Nhưng dĩ nhiên bù lại thì vỏ giáp của xe tương đối mỏng, chỉ chống được vũ khí bộ binh nhẹ cũng như là mảnh pháo. Trong khi đó, xe chiến đấu bộ binh T-15 là một sản phẩm khác phát triển từ khuôn gầm Armata bên cạnh xe tăng T-14. Trọng lượng chiếc chiến xa bộ binh này lên tới 48 tấn, cho nên có thể nhận ra độ dài của giáp T-15 rất khủng, ước chừng tương đương 1200-1400mm thép đồng nhất RHA, bảo vệ tốt binh sĩ trong xe trước đòn tấn công của các loại vũ khí diệt tăng hiện đại. Trái ngược với BMP-3, dĩ nhiên độ cơ động của T-15 chẳng thể linh hoạt bằng kể cả khi tích hợp động cơ diesel công suất 1.500 mã lực, nó còn không có khả năng bơi. Vũ khí của T-15 cũng không mạnh bằng BMP-3, trên tháp pháo của nó lắp pháo tự động 2A42 cỡ 30mm, súng máy đồng trục PKT cỡ 7,62mm, đi kèm 4 tên lửa chống tăng AT-14 Hornet. Tương lai gần dự kiến T-15 Armata sẽ được tích hợp tháp pháo mới, có thể là loại AU-220M Baikan với pháo tự động cỡ 57mm hiện đại, cùng với các tên lửa chống tăng thế hệ mới, mang lại sức mạnh không hề thua kém BMP-3. Qua đánh giá sơ bộ, dễ nhận thấy mỗi dòng xe chiến đấu bộ binh trên có một ưu nhược điểm riêng, nhưng với điều kiện địa hình nhiều đồi núi, sông gòi chằng chịt như tại Việt Nam, thì chiếc IFV hạng nặng như T-15 Armata tỏ ra không phù hợp bằng BMP-3. Nó sẽ khó xoay trở khi phải triển khai tại vùng núi và dễ bị cô lập khi hoạt động tại vùng sông nước. Tuy nhiên, không loại trừ viễn cảnh T-15 Armata vẫn sẽ được lựa chọn để bố trí tại khu vực thích hợp với nó trong vai trò phương tiện đảm trách phòng thủ. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.